Cuộc gặp dự kiến vào hôm 27 tháng 9 giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Mối quan hệ đầy biến động giữa ông Trump và Tổng thống Zelensky Mỹ tăng viện cho Ukraina, liệu có đổ thêm dầu vào lửa? Truyền thông Nga đưa tin Ukraina mất thêm 4 tiêm kích F16. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh chiến sự ở Ukraina vẫn rất căng thẳng và sự hỗ trợ của Mỹ đóng vai trò sống còn đối với Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga. Cuộc gặp này có tiềm năng tạo ra những thay đổi quan trọng về quan điểm chính sách của Mỹ đối với Ukraine, nhất là khi ông Trump có lập trường khác biệt với chính quyền Biden về việc viện trợ quân sự và ngoại giao cho Kiev. Quan hệ giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky đã trải qua nhiều biến cố kể từ khi cả hai trở thành tâm điểm của các sự kiện chính trị lớn. Mối quan hệ này không chỉ bị chi phối bởi những sự khác biệt trong quan điểm mà còn liên quan trực tiếp đến một trong những cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong nhiệm kỳ của ông Trump, cuộc luận tội đầu tiên. Vào năm 2019, một cuộc điện đàm của hai ông Trump và Zelensky đã khiến cựu Tổng thống Mỹ đối mặt với cuộc luận tội đầu tiên trong lịch sử. Trong cuộc gọi này, ông Trump bị cáo buộc đã gây sức ép để buộc ông Zelensky mở cuộc điều tra đối thủ chính trị của ông là ông Joe Biden việc ông Trump tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine với mục đích thúc ép Zelensky điều tra đã gây ra phản ứng mạnh mẽ tại Washington. Hành động này dẫn đến một cuộc điều tra ở Hạ viện và các phiên điều trần gay gắt, dù ông Trump sau đó được Thượng viện tuyên bố trắng án. Cuộc điện thoại vào tháng 7 năm 2019 cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về khả năng ông Trump lạm dụng quyền lực để can thiệp vào chính trị nội bộ Mỹ bằng cách thúc đẩy các cuộc điều tra từ chính phủ nước ngoài. Cựu Tổng thống Donald Trump luôn nói rằng ông không gây áp lực Cuộc điện đàm là hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, hành động này đã tạo ra một vết rạn lớn trong quan hệ Mỹ-Ukraine và làm dấy lên những lo ngại về việc Mỹ sử dụng ảnh hưởng của mình để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của quốc gia khác. Kể từ đó đến thời điểm này, quan hệ giữa ông Trump và Zelensky tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về quan điểm trong việc xử lý cuộc chiến tại Ukraine. Trong khi chính quyền đương nhiệm của ông Biden và nhiều lãnh đạo phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine về quân sự và tài chính trong cuộc xung đột với Nga ông Trump đã bày tỏ sự hoài nghi về việc Mỹ tiếp tục cung cấp viện trợ quy mô lớn. Ông Trump thường đề xuất rằng Mỹ nên tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, thậm chí có thể bao gồm việc Ukraine phải từ bỏ một phần lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Quan điểm này hoàn toàn đối lập với lập trường của Tổng thống Zelensky, người luôn khẳng định rằng Ukraine sẽ không từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào. Trong một động thái gây tranh cãi, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, người đồng hành cùng ông Trump trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, đã gợi ý rằng nếu thắng cử, chính quyền Trump có thể đề xuất một giải pháp hòa bình dựa trên việc thiết lập khu vực phi quân sự trên lãnh thổ Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Theo ông Vance, giải pháp này có thể giúp chấm dứt xung đột, nhưng đổi lại, Ukraine sẽ phải từ bỏ việc gia nhập NATO và chấp nhận tình trạng trung lập đề xuất này đi ngược lại chính sách hiện tại của ukraine và các đồng minh phương tây vốn kiên quyết đòi lại toàn bộ lãnh thổ và cam kết đưa ukraine gia nhập nato quan điểm này cũng phản ánh cách tiếp cận nước mỹ trên hết mà cựu tổng thống đã áp dụng trong suốt nhiệm kỳ của mình ông trump đã nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về việc mỹ tiếp tục viện trợ không giới hạn cho ukraine thậm chí gợi ý rằng khoản viện trợ này nên được thực hiện dưới hình thức cho vay thay vì viện trợ trực tiếp Cuộc gặp gỡ giữa nhà lãnh đạo Zelensky và ông Trump diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn. Sự hỗ trợ từ Mỹ được xem là yếu tố quyết định trong việc bảo vệ lãnh thổ và độc lập của Ukraine. Ông Zelensky đã liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự viện trợ từ Mỹ trong việc duy trì sức mạnh quân sự của Ukraine và chống lại Nga. Điều này được thể hiện rõ ràng trong cuộc điện thoại vào hồi tháng 7 năm 2023, khi Zelensky làm rõ với ông Trump rằng sự ủng hộ của Mỹ là vô cùng quan trọng. Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo mà còn có tác động sâu rộng đến chính sách đối ngoại của Mỹ trong trường hợp ông Trump tái đắc cử. Nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, Ukraine có thể đối mặt với nguy cơ mất đi một phần lớn sự ủng hộ quân sự và tài chính từ Mỹ. Điều này sẽ gây áp lực lên Zelensky trong việc tìm kiếm các giải pháp ngoại giao hoặc quân sự khác để bảo vệ đất nước. Trong khi đó, chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Joe Biden và các đồng minh phương Tây vẫn cam kết mạnh mẽ hỗ trợ cho Kiev, coi đây là ưu tiên chiến lược giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chống lại ảnh hưởng của Nga. Cuộc gặp gỡ của ông Zelensky và ông Trump có thể là một phép thử để đánh giá xem liệu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ duy trì hay thay đổi lập trường của mình trong việc xử lý cuộc chiến này nếu ông trở lại nắm quyền. Nhìn chung, cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Ukraine có thể mang đến nhiều rủi ro và cả cơ hội ông Trump có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy quan điểm của mình về việc đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga, điều mà Zelensky khó có thể chấp nhận trong bối cảnh Ukraine đang kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Sự khác biệt lớn về cách tiếp cận này không chỉ phản ánh mối quan hệ căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo, mà còn cho thấy sự chia rẽ trong quan điểm chính sách của các đảng phái tại Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine. Trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang diễn ra gay gắt, kết quả của cuộc trao đổi này có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai quan hệ washington kiev cũng như cục diện cuộc chiến tại Ukraine. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine có những dấu hiệu leo thang sau khi Ukraine tiếp tục nhận được sự cam kết hỗ trợ mạnh tay từ phía Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tăng cường đe dọa hạt nhân. Trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Zelensky, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga đồng thời cam kết sẽ đảm bảo rằng toàn bộ khoản tài trợ trị giá 8 tỷ USD đã được phê duyệt cho Ukraine cho đến nay sẽ được giải ngân trước khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2025. Bên cạnh đó, lần đầu Mỹ cung cấp cho Ukraine bom lượn dẫn đường chính xác GSOV với tầm bắn 130 km. Chúng được cho là có thể giúp tiêm kích Ukraine cải thiện khả năng tấn công mục tiêu và hạn chế nguy cơ bị phòng không đối phương bắn hạ khẳng định về những cam kết mà tổng thống joe biden phó tổng thống harris đồng thời là ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ cho biết sẽ tiếp tục sát cánh cùng ukraine mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới cô lập không phải là cách ly vì vậy mỹ hỗ trợ ukraine không phải vì lòng từ thiện mà vì lợi ích chiến lược của chúng ta chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh mà ukraine cần để thành công trên chiến trường những ủng hộ mới nhất của Mỹ dành cho Ukraine cũng được cho là thách thức lớn nhất đối với một tiến trình hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Bởi lẽ Nga sẽ đưa ra những phản ứng mạnh mẽ để đáp trả, thậm chí còn có thể biến thành nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Nga Putin vào hôm 25 tháng 9 đã phát đi tín hiệu răn đe đến các bên khi đưa ra đề xuất về việc thay đổi các quy tắc và tạo điều kiện tiên quyết để Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đó, Nga sẽ coi hành động khiêu khích chống lại nước này của bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào, nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung vào Nga và vượt ngưỡng hạt nhân. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, loạt đề xuất sửa đổi học thuyết hạt nhân do Tổng thống Putin đưa ra nên được coi là lời cảnh báo của Nga. Đây nên được coi là một tín hiệu rõ ràng. Đây là tín hiệu cảnh báo các quốc gia về hậu quả trong trường hợp tham gia vào một cuộc tấn công vào Nga bằng nhiều phương tiện khác nhau và không nhất thiết phải là vũ khí hạt nhân. Giới chuyên gia đánh giá, quyết định thay đổi học thuyết hạt nhân chính là câu trả lời của Nga trước các cuộc thảo luận của Mỹ và phương Tây về việc có nên cho phép Ukraine dùng tên lửa của phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga hay không. Hiện chưa rõ thời điểm khi nào những thay đổi trong học thuyết hạt nhân của Nga có hiệu lực. Song Mỹ và phương Tây cũng cần có sự cân nhắc thận trọng. Nếu một khi quyết định của Mỹ và phương Tây được đưa ra sẽ kéo theo nhiều rủi ro và hậu quả sẽ khôn lường. Một cuộc không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào sân bay Starokostatinov của Ukraine đã khiến cho bốn máy bay chiến đấu F-16 bị phá hủy. Hai trong bốn chiếc máy bay này đã bị tấn công khi đang trên đường băng, trong khi hai chiếc khác được đặt trong kho chứa. Một blogger người Ukraine tên là Sari cùng ngày đã đưa tin về việc bốn máy bay chiến đấu F-16 ở Ukraine bị phá hủy. Blogger Sari cho biết, họ báo cáo rằng do một cuộc tấn công bất ngờ, số lượng F-16 bị thiếu hụt khoảng 4 chiếc. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Cùng ngày, truyền thông Ukraine đưa tin về các vụ nổ ở vùng Kiev, Ivano-Frankiv và Menitsky. Truyền thông Nga dẫn lời các sĩ quan quân đội nước này cho biết lực lượng vũ trang Nga đã tấn công sân bay Yuleni ở thủ đô Kiev và sân bay quân sự Staro Kostantinov ở vùng Medesky, nơi đặt các máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Mặc dù có các báo cáo khác nhau về việc số máy bay F-16 bị phá hủy tại Stato Kostantinov, nhưng hiệu quả của cuộc đột kích có thể được đánh giá sau khi xuất hiện các hình ảnh vệ tinh và các bằng chứng khác. Hiện phía Ukraine chưa có bình luận về các thông tin trên đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại